Sau bao nhiêu ngày mong đợi những cái dòng loa siêu phẩm vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là đình đám trong gia đình. Thì hôm nay bên Thắng Audio bên em thì về được một cặp loa siêu phẩm, loa chân dài, đôi Pioneer VH V12. Đôi này có chiều cao 1m2 với cái cấu hình rất là lý tưởng và nhiều anh em đặt hàng và biết đến. Siêu phẩm Pioneer V12 chiều ngang rơi vào tầm khoảng 36 đến 38 cm. Thì các bác vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke trong gia đình là đầu bảng của đôi Pioneer V12, cũng như dòng Pioneer V50S là những sản phẩm chân dài loa tháp được nhiều các bác ưa chuộng bê về nhà mình để vừa nghe nhạc vừa hát, nó rất là tiện, hai trong một. Đấy. Hôm nay bên em về đôi V12, các bác có nhu cầu sở hữu thì các bác alo cho em theo số 098 369 8887. Em sẽ làm các cái clip nha. Có rất là nhiều các cái clip bác Thắng nhà em review đôi V12 chụp củ và tháo hậu ở đằng sau để cho các bác chiêm ngưỡng những cái nội thất ở bên trong của đôi V12. Đôi V12 thì căng ở đây là căng liền các bác nhé. Các bác muốn xem củ hoặc là tháo căng thì các bác tháo ở hậu ở đằng sau. Nó có mấy cái con vít ở đằng sau thôi. Nó cũng rất là đơn giản. Đấy, củ của đôi V12, đôi tháp, đôi siêu phẩm thì nó là hai bát 25, hai bát điện, bốn chiếc chung và bốn chiếc tép. Nhiều những cái dòng mà loa khác nhà em về thì nhiều khi thì chưa kịp chụp lên thì các bác cũng gọi hàng hết rồi. Rất là nhiều sản phẩm về đến kho là cũng bay luôn. Rất là cảm ơn các bác trong năm vừa qua đã chọn những sản phẩm clip của Thắng Audio. Đấy, rất là tin tưởng và rất là cảm ơn các bác. Em xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc đôi Piler V12. Chúng ta lẽ nào phôi phai, xót xa.